Chào mừng các bác đã đến với kênh Hà Nhật Nội Địa Hiến Vũ. Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một đăng ký kênh, một nút chia sẻ để kênh em ngày càng phát triển. Hôm nay em lên cho các bác gồm 4 chiếc nồi cơm mang thương hiệu của hãng Panasonic. Cao tần áp suất bi. Dung tích 1 lít điện 100V. Gồm có 2 chiếc. Một chiếc đầu tiên này là chiếc Panavat sản xuất năm 2014. Dung tích 1 lít điện 100V, cao tần áp suất bi. Doang xoong. Xoong đây là nước rất là đẹp. Đây là cơm, nấu cơm. Xoong rất là đẹp. Không có một vết gợn, đây là nước. Sòn đẹp, không có một vết gợn. Áp suất bi. Hình thức rất là đẹp. Chiếc thứ hai là chiếc Panasonic cao tần áp suất màn hình LED có Eco Navi kết nối điện thoại sản xuất 2014, rất là đẹp. Màn hình LED, cốc bùa, rất đẹp luôn. Nét rất là đẹp. Cốc bùa. Cốc bùa. Son. Rất đẹp luôn. Áp suất 2 bi. Giòn cực kỳ sành, lọc giòn rất đẹp. Chiếc thứ ba là chiếc Panasonic cao tần áp suất 2 bi màn hình LED có kết nối điện thoại có Eco Navi. Nấu 54 phút. Giòn. Áp suất bi. Cốc bùa. Cốc nước bùa. Xoong. Xoong duy nhất có một vết chảy trong lòng, một vết. Hình thức rất là đẹp, sản xuất năm 2013. Chiếc thứ tư là chiếc Panasonic cao tần áp suất điện tử. Nấu 54 phút. Giòn. Áp suất điện tử. Hộp giòn rất đẹp. Giòn, nòng giòn rất đẹp. Sản xuất năm 2017, dung tích 1 lít điện 100V. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920.
làm sư phạm toàn quốc. Chiếc Panasonic cao tần áp suất điện tử, dung tích 1 lít điện 100V, sản xuất năm 2017. Chiếc này có giá là 2 triệu. Chiếc thứ hai là chiếc Panasonic 2013, màn hình LED, cao tần áp suất 2B, có EcoNavi. Chiếc này giá là 2 triệu rưỡi. Chiếc thứ ba là chiếc Panasonic cao tần áp suất 2B, màn hình LED, kết nối điện thoại và có cái EcoNavi. Thì chiếc này là giá là 3 triệu. Đẹp long lanh. Và chiếc thứ tư là chiếc Panavat, sản xuất năm 2014. Giòn rất đẹp. Giòn rất sạch. Riêng chiếc Panavat sản xuất 2014 có giá là 1 triệu. Em đọc lại lần nữa, chiếc đầu tiên này là chiếc Panavat này là giá 1 triệu. Chiếc thứ hai là giá 3 triệu. Chiếc thứ ba màu trắng này giá là 2 triệu rưỡi. Và chiếc thứ tư này là giá là 2 triệu. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Bốn chiếc nồi của nhà mang thương hiệu của hãng Panasonic rất đẹp, rất là chiếc nồi này dùng rất là bền, nồi đồng cuối đá mang thương hiệu của hãng Panasonic, nổi tiếng của hàng Nhật nội địa. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Rất mong được phục vụ các bác. Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Và ngoài ra thì em còn có các sản phẩm khác: bếp từ, bếp ga, máy rửa bát, máy giặt, tủ lạnh và các cục đổi nguồn toàn dây đồng 100%, và các nồi cơm có một số nồi nít 8, Sanyo nít 8, Hitachi nít 8, Panasonic nít 8. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Rất mong được phục vụ các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.